Tin chiều 15 tháng 7 của Korea đáp trả của bên Đức. Cavani bị chỉ trích dữ dội, Yaman sướng như vua ở tuổi 17. Dẫu Di Maria đã tuyên bố rằng anh sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau khi Copa America 2024 khép lại, nhưng người hâm mộ vẫn rất xao xuyến khi chứng kiến huyền thoại La Albiceleste giã từ sự nghiệp quốc tế. Bản thân Di Maria cũng rất buồn khi phải nói ra những điều này. Phát biểu sau chức vô địch Copa America, tiền vệ 36 tuổi cho biết: "Chúng tôi đã vô địch Copa America thêm một lần nữa. Giấc mơ của tôi là được giã từ đội tuyển quốc gia theo cách như vậy. Tôi xin cảm ơn những người dân Argentina đã luôn ủng hộ và sát cánh với đội tuyển những thời khắc khó khăn. Dù tôi không còn ra sân cho đội tuyển Argentina, nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ cao thủ." Marco Correa đã đáp trả người hâm mộ tuyển Đức vì những tiếng lao áo dành cho anh và nói rằng họ đã lãng phí vé của mình. Hậu vệ cánh của Chelsea đã thi đấu rất hay tại Euro 2024 và giúp La Roja lên ngôi vô địch lần thứ tư. Dù vậy, Cucurella là tâm điểm của sự chỉ trích của những cổ động viên tuyển Đức kể từ vòng bán kết trở đi, bởi họ cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến Demon Trap bị loại. Đáp trả lại những lời chỉ trích, Cucurella đã có những phát biểu như sau: "Trọng tài đã xác định đó không phải là pha bóng chạm tay của tôi. Tôi cảm thấy sốc khi cổ động viên tuyển Đức thù dai đến vậy. Họ bỏ tiền ra để đến sân và chỉ để chỉ trích một cầu thủ. Tôi nghĩ rằng họ đã quá lãng phí tiền bạc và thời gian của mình rồi." Người hâm mộ đã chỉ trích Dani Carvajal vì hành động troll Bukayo Saka trong trận chung kết Euro 2024. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện hành động già vừa khóc nhè như để yêu cầu cầu thủ chạy cánh đối thủ hãy ngừng khóc nhè và đá bóng đi. Khoảnh khắc này được camera của các đài truyền hình ghi lại. Ngay sau đó, nó lập tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều người tỏ ra không hài lòng với hành động của Carvajal và cho rằng đó là một sự thiếu tôn trọng so với đối thủ. Một số bình luận có thể kể đến như: "Tại sao anh ta lại làm như vậy? Carvajal thực hiện hành động đó với một cầu thủ trẻ ư? Thật là nực cười." Dù có thắng thì anh ta vẫn rất đáng ghét vì hành động ô nhục của mình. Đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức lên ngôi vô địch Euro 2024 sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh. Sau trận đấu, các cầu thủ và gia đình đã tràn xuống sân để ăn mừng. Đặc biệt, sự chú ý đổ dồn vào tiền vệ trẻ Lamine Yamal, người đã có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn gái Alex Padilla khi anh nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Theo Pool Sport, Alex Padilla là sinh viên đến từ Barcelona, Tây Ban Nha. Cô đã theo dõi tất cả trận đấu đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2024 và luôn có mặt cùng gia đình Lamine Yamal. Alex Padilla ngày càng nổi tiếng trên mạng xã hội, hiện có hơn 140.000 người theo dõi. Cả Yamal và Alex đều theo dõi nhau trên Instagram và cha của Lamine cũng theo dõi cô trên nền tảng này. Ngoài ra, cô cũng là một trong hai người duy nhất mà Lamine theo dõi trên TikTok, nơi anh có hơn 7 triệu người theo dõi. Sau trận chung kết Euro 2024, huyền thoại người Hà Lan Raphaël van der Vaart đã không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ màn trình diễn của Declan Rice trong trận chung kết Euro 2024. Declan Rice là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Anh hiện tại, đã chơi trọn vẹn cả 7 trận đấu tại Euro 2024 và có những đóng góp đáng kể cho tam sử. Tuy nhiên, sau khi đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate thua 1-2 trước Tây Ban Nha, Van der Vaart đã công khai chỉ trích Rice trên sóng truyền hình. Ông chia sẻ: 100 triệu euro cho Declan Rice, cậu ta làm được gì? Thật vô dụng, cậu ta cố gắng giành lại bóng nhưng lại truyền về cho Joe Stone. Nếu bạn thực sự đáng giá 100 triệu euro thì bạn phải có khả năng truyền bóng về phía trước. Khi Euro 2024 khép lại, tương lai huấn luyện viên Gareth Southgate tiếp tục là đề tài gây tranh cãi. Theo cựu danh thủ Alan Shearer, thất bại trước Tây Ban Nha có thể đánh dấu kết thúc cho triều đại của Southgate. Chia sẻ với trên sóng truyền hình, Shearer bày tỏ: "Tôi nghĩ Southgate nên xem xét việc chuyển giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm. Theo quan điểm cá nhân, đây có thể là trận đấu cuối cùng của ông ấy trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh." Siro nói thêm nhiều cổ động viên cảm thấy thất vọng. Đội tuyển Anh đã có thể chơi tấn công nhiều hơn trước Tây Ban Nha. Khi đã vào đến trận chung kết, bạn phải vượt qua giới hạn của mình. Ông cũng nhấn mạnh rằng Southgate đã dẫn dắt đội tuyển Anh vào chung kết Euro 2020 và giờ là Euro 2024, nhưng chưa giành được danh hiệu nào. Chắc chắn điều đó gây tổn thương cho ông ấy. Có thể Southgate sẽ suy nghĩ về việc nhường lại vị trí cho người khác. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Sau khi không thể giành vị trí số 1 trong khung gỗ của Arsenal trước David Raya mùa giải vừa qua, Aaron Ramsdale đang xem xét rời sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để cứu vãn sự nghiệp. Anh mong muốn được ra sân thường xuyên hơn thay vì ngồi trên băng ghế dự bị. Hiện tại, điểm đến tiếp theo của tuyển thủ Anh vẫn là một dấu hỏi lớn. Newcastle từng bày tỏ sự quan tâm đến Ramsdale nhưng chưa có động thái chính thức. Theo TBR, Southampton, đội vừa thăng hạng lên ngoại hạng, cũng đang cân nhắc chiêu mộ Ramsdale để củng cố đội hình nhằm đạt được mục tiêu trụ hạng. 3 năm trước, Arsenal đã chi 30 triệu bảng kèm theo các khoản phụ phí để chiêu mộ Aaron Ramsdale từ Sheffield United. Sẽ không dễ dàng để tuyển thủ Anh rời Emirates trong mùa hè này nếu Arsenal không nhận được một lời đề nghị hợp lý từ các câu lạc bộ quan tâm. Manchester United vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Joshua Zirkzee từ Bologna. Quỷ đỏ đang tiến gần hơn đến việc có thêm sự phục vụ của Matthijs de Ligt từ Bayern Munich.
trung vệ sinh năm 99, đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Các cổ động viên Quỷ Đỏ rất kỳ vọng vào sự bổ sung chất lượng này để củng cố hàng phòng ngự và tăng cường sức mạnh đội hình cho mùa giải mới. De Ligt đã bày tỏ quyết tâm rõ ràng khi chọn gia nhập Manchester United khi từ chối mọi lời đề nghị khác. Điều này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nhanh chóng tiến trình của thương vụ. Hiện tại, câu lạc bộ Manchester United và Bayern Munich đang trong quá trình đàm phán để thống nhất mức phí chuyển nhượng. Dự kiến, Bayern Munich sẽ nhận khoảng 50 triệu euro cho trung vệ 25 tuổi này. Carlos Dunga, cái tên gắn liền với thời hoàng kim của bóng đá Brazil, vừa gặp một tai nạn nghiêm trọng. Theo truyền thông Brazil, vụ tai nạn xảy ra tại km 39 đường cao tốc ở Campinas Grande do Sul, Curitiba. Lúc đó, cùng với Dunga còn có vợ ông, Evani Veri, chiếc xe bị lật ngửa và vỡ nát sau khi tông vào giải phân cách. Cả hai đã được đưa đến bệnh viện Angelina Caron tại Campinas Grande do Sul. Cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn của các nạn nhân, nhưng kết quả là âm tính. Vụ tai nạn của Dunga đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, nhất là những ai yêu mến cựu danh thủ này. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Dunga đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể, đặc biệt là tại World Cup và Copa America. Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại Internacional vào những năm 80, sau đó chuyển sang Corinthians, Vasco da Gama và thi đấu ở Đức, Italia, Nhật Bản. Ở World Cup 94, Dunga là đội trưởng đội tuyển Brazil, giành chức vô địch lần thứ tư cho Brazil. Ông đã huấn luyện đội tuyển quốc gia Brazil trong hai giai đoạn 2006-2010 và 2014-2016. Jadon Philogene là một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất hiện nay. Cầu thủ thuộc biên chế Hull City có mùa giải ấn tượng khi ghi 12 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo, giúp câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ 7 của giải hạng nhất Anh. Chứng kiến phong độ cao của Philogene, rất nhiều câu lạc bộ tại Premier League đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của chân chạy cánh 22 tuổi. Trong đó Aston Villa là đội bóng tỏ ra sốt sắng nhất. Đội chủ sân Villa Park cũng không còn xa lạ gì với Philogene khi anh chính là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ trước khi Villa bán đất cho Hull City ở kỳ chuyển nhượng hè đã qua. Mặc dù vậy, trong hợp đồng giữa hai bên có điều khoản cho phép Aston Villa ưu tiên mua lại, thế nên nhiều khả năng Philogene sẽ quay về đội bóng cũ. Con trai của huyền thoại Jorge Hagi, Ioannis Hagi, đã chính thức lên xe hoa vào ngày hôm qua. Ngôi sao người Rumani đã thi đấu khá tốt tại Euro 2024 khi giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng E. Mặc dù sau đó Rumani đã thất bại 0-3 trước tuyển Hà Lan ở vòng 16 đội, nhưng Ioannis Hagi có lẽ cũng không quá buồn với trận thua đó, với anh và cô bạn gái Elena đã chính thức kết hôn với nhau. Và điều đáng ngạc nhiên là nó đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình ở Rumani và đài truyền hình Direct được cho là đã trả hơn 200.000 bảng Anh cho bản quyền. Hagi mặc bộ vest màu kem với nở đen, trong khi bạn đời Elena cũng diện cho mình một chiếc váy cô dâu màu trắng. Hy vọng đây sẽ là động lực giúp cho Ioannis Hagi có sự nghiệp bóng đá tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân Yêu. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.